bạn muội hôm nay có cái bộ hình dán thời trang cho bạn búp bê nha. Và trên cái bộ hình dán này có 3 bạn búp bê nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đây là 3 hình búp bê người mẫu á. Và bây giờ có rất là nhiều áo nè, nón nè, giày dép nữa nè. Và bạn muội sẽ trang điểm cho 3 bạn búp bê nha. Mình sẽ dán 3 bạn ấy lên tường nha con. Dạ. Rồi bạn muội sẽ gỡ ra để dán lên tường nha. Được không con? Sợi dây gì kéo ra luôn nè. Sợi dây gì vậy? Sợi dây cái ke. Rồi đây bạn muội đã gỡ những bạn búp bê ra rồi. Và bây giờ bạn ấy đứng lên, bạn ấy dán lên tường nha. Trước tiên là mình sẽ dán 3 người mẫu lên tường trước nha. Dán được không? Cho 3 bạn không dính lên tường vậy. Wow. Đây. Cái này là gì vậy? 3 người mẫu này. Khoan từ từ bạn muội ơi, sao người mẫu không dính gì hết vậy? À, và cuối cùng bạn muội đã dán được 3 người mẫu lên tường rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, cái này dán vô cái đầu này mặn vô. Đúng rồi, rồi bây giờ bạn muội sẽ cho những búp bê này mặc đồ đi. Mặc đồ thời trang nha. Mặc váy nha, bạn búp bê đó mặc váy nha. Mặc chiếc váy rất xinh đẹp nha. Wow. Wow, mặc cái chiếc áo đầm rất xinh đẹp. Rồi, và bây giờ bạn búp bê, bạn búp bê tóc đỏ này sẽ mặc cái váy nào bạn muội? Wow, đúng rồi, cho bạn ấy mặc luôn. Wow, một chiếc váy rất xinh đẹp nha. Wow, bạn muội đó, bạn muội trang trí. Đây là thời trang bạn búp bê áo hồng với một chiếc váy xòe rất xinh đẹp. Còn bạn búp bê tóc vàng thì chiếc váy rất là nhiều tầng nha. 1, 2, 3, 4 tầng luôn, rất là xinh xắn. Còn bạn búp bê này, bạn búp bê tóc xanh sẽ mặc chiếc váy màu gì bạn muội? Màu này. Wow, một chiếc váy công chúa rất là dễ thương. Bạn muội dán thấp thấp xuống. Dán thấp thấp xuống, dán cái này cái mất tiêu cái miệng của người ta rồi. Ôi rớt rớt. Cái bạn búp bê này không dính được nha. Dán lên lại. Yeah. Wow, 3 bạn búp bê có 3 chiếc váy rất là xinh xắn nha các bạn. Rất là hợp với dáng bạn ấy, rất là hợp với dáng em. Và bây giờ bạn muội dán cái gì đó? Dạ. À, mang giày cho bạn ấy phải không? À, mang giày cho bạn búp bê áo hồng. Có 2 cái mà tao mất rồi. 2 chiếc mới đủ một đôi giày chứ. Bạn muội tìm ra một cái chiếc giày giống như thế nữa đi. Màu tím phải không? Màu tím có cái nơ màu hồng. Rồi chiếc giày của bạn này đã mất tiêu rồi. À, thấy chiếc giày của bạn này rồi. Bạn đó, bạn tóc xanh á, mặc váy ngắn cho nên bạn muội phải lấy cái đôi giày cao này nè. Ừ, đôi giày có tóc này nè, mang cho bạn ấy đi. Đây. Đó, bạn kia. Đó, mang lên trên chân luôn. Đúng rồi. Đó. Bạn này mặc váy ngắn cho nên phải đeo tất vào. Đúng rồi. Được chưa bạn muội? Đó, đúng rồi. Wow, bạn này có một đôi giày rất là đẹp nha, có vớ lên tới gối luôn. Và tiếp theo là mình sẽ đội nón đi. Đội những chiếc nón xinh xắn lên cho các bạn búp bê, đội từng bạn trước nha. Đội cho bạn tóc xanh trước nè. Wow, màu bạn xanh. Ấy đội chiếc nón màu xanh luôn, rất hợp với dáng em ấy. Bạn Hồng thì đội chiếc nón màu xanh. Màu xanh luôn, rất hợp với dáng em ấy. Còn bạn màu tóc màu vàng kìa. Bạn tóc vàng sẽ đội nón màu. Wow, màu xanh lá cây nha. Rất hợp với dáng bạn ấy, rất hợp với cái áo đầm. Rất hợp với cái áo đầm của bạn ấy luôn. Wow, ba bạn dễ thương quá. Cái gì đây? Rất là xinh đẹp. À, cho bạn áo tóc vàng mang giày nữa. Bạn này chưa có mang giày nè, còn cái chân lòi ra nè. Mang giày vào. Wow. Bạn
này có một đôi giày rất là đẹp nha. Còn bạn này rớt ra mất chiếc giày rồi. Hình như bạn này là cô bé Lọ Lem hay sao đó các bạn ơi. Bị rớt mất hết một chiếc giày rồi. Bạn Mũi không tìm ra. Để chiếc giày đó để cho Hoàng Tử tìm ra nha. Mất hết một chiếc giày rồi. À không biết rồi. Sao? Wow, bạn Mũi cho bạn này mang một chiếc giày màu tím và một chiếc giày màu đỏ nha. Hoàng Tử tìm ra rồi. Hoàng Tử tìm ra chiếc giày tím, chiếc giày đỏ nha. Bạn này rất màu đen nha, mang hai chiếc giày hai màu khác nhau luôn. Wow. Rồi mình thay đồ cho ba bạn đi. Ba bạn ấy sẽ thay được thay đồ nha. Mình sẽ thay cho bạn này trước đi. Thay bạn áo đỏ nha, cái váy khác nha. Váy khác nha các bạn. Đó, thay cho bạn bộ váy khác nha. Cái áo này cởi ra để đây đi, để một lát nữa mặc sao. Wow. Bạn tóc đỏ đã thay một chiếc áo đầm màu tím nha. Ngắn ngang đầu gối thôi. Chiếc váy này rất xinh đẹp nha, có cái nơ màu hồng nữa. Để bạn này đi. Và mình sẽ thay cho áo cho bạn tóc vàng nha. Wow wow, cẩn thận. Wow, để chiếc áo của bạn ở đây đi, để một lát mặc sao. Wow, bạn Mũi thay cho bạn tóc vàng cũng một chiếc váy đầm rất là ngắn luôn. Chiếc váy ngắn rất là xinh nha. Oh, bị rớt rồi, bị rớt rồi. Ê. Rồi, được rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ thay cho áo đầm cho cái bạn tóc màu xanh nè. Là chiếc áo màu gì đây? Áo ngắn thôi, đầm ngắn giống như các bạn này đâu. Wow. Bạn tóc xanh sẽ thay một chiếc đầm ngắn và có cái đuôi nè, có cái đuôi dài dài ra nữa nè. Rất là dễ thương nha. Wow. Nhưng nhà mất cái đuôi này mới cái đầm. Rất là đẹp luôn. Và còn rất là nhiều áo luôn nè các bạn ơi. Còn nhiều áo đầm rất là đẹp luôn nè. Dễ thương quá. Và bây giờ mình sẽ làm cho bạn tóc đỏ này một cái đuôi tóc thiệt là dài đi bạn Muội. Yeah. Đây, bạn tóc đỏ sẽ có một cái đuôi tóc nè. Nè, mình gắn tóc chả vô cho bạn tóc đỏ đi đây nè. Đó. Wow. Gắn tóc chả vô cho bạn ấy nha. Gắn dưới đây luôn nè. Đó. Nói dài ra. Wow. Dài luôn. Mặc áo vô cho bạn ấy. Áo bạn ấy đâu? Bạn ấy cởi ra thay được không? Bạn tóc đỏ này có hai chiếc áo đầm, một đầm dài, một đầm ngắn, và bạn ấy đã thay ra rồi. Và bây giờ bạn ấy sẽ mặc cái áo này đi bạn Mũi. Wow, bạn ấy đã thay một cái chiếc váy. Chiếc váy màu tím rất là dễ thương nha. Và một cái chiếc áo có cái nơ màu hồng ở trên nữa nè. Đó. Bây giờ bạn wow, rất là đẹp nha, tóc dài và một chiếc váy ngắn rất là xinh. Yeah. Xinh quá các bạn ơi. Còn áo nữa không con? Dạ còn. Còn áo mình sẽ thay cho bạn tóc vàng với. Đây là áo của bạn tóc xanh nè. Đó, rồi đó. Mình thay cho bạn tóc vàng đi con. Được thôi. Mình gỡ áo ra. Wow. Và mình để chiếc áo này bên đây. Mình thay cho bạn ấy một chiếc váy khác nha. Và một cái áo. Ồ, áo á con, váy mà. Bạn Mũi đang mặc váy cho bạn tóc vàng nha các bạn. Rồi, tìm cái áo ngắn ở trên thôi. Cái này là váy ở dưới nè. Đây, váy không à, để mình tìm cái áo nha. Cái áo á. Đây, cái áo này đi bạn Mũi ơi. Đây. Cái váy này mình sẽ mặc với cái áo này nha. Wow, rất là hợp với dáng bạn ấy nha. Rất là dễ thương các bạn ơi. Các bạn mình có đi viết thuật nữa nè. Cây phép thuật phải không? Wow, và cuối cùng là mình sẽ thay áo cho bạn tóc xanh. Tóc xanh, tóc xanh. Tóc xanh có hai bộ áo đó. Mình sẽ mặc váy cho bạn ấy luôn. Và tìm một chiếc áo cho bạn ấy mặc vào nữa. Dạ. Có áo gì? Không? Áo cho bạn ấy. Đây. Đây là váy đó con. Đây là áo nè.
Đây các bạn ơi. À đây đây đây. Đây. Đây là chiếc áo dễ thương. Qua wow, hai bạn này mặc áo giống nhau nè. Nè tóc xanh mặc áo giống giống y như tóc vàng vậy đó ha. Chỉ có khác cái kiểu váy thôi. Rồi. Wow, đẹp quá, còn rất là nhiều phụ kiện nè. Còn rất là nhiều giày dép nè. Nơ nè, cột tóc cho các bạn ấy nữa nè. Bây giờ mình sẽ cột tóc cho bạn tóc vàng đi con. Tóc vàng mình sẽ thay cho bạn ấy một chiếc nơ rất là xinh đẹp đi. Đây nè. Đây nè. Đúng rồi. Tóc vàng sẽ kẹp thêm một cái chiếc nơ. Mình gỡ nón bạn ấy ra. Bạn ấy sẽ không đội nón nữa và bạn ấy kẹp lên một cái nơ rất là đẹp luôn. Wow. Cất nón bạn ấy lên đây luôn con. Cất nón bạn ấy ở đây. Rồi, gỡ nón của bạn tóc xanh ra. Và mình sẽ cho bạn tóc xanh. Đây mình không dạy. Ui. Mình sẽ kẹp lên cho bạn tóc xanh một cái nơ nha. Cái nơ rất là xinh nha. Đây. Lên một cái nơ rất là xinh trên tóc. Và cho bạn ấy một cái kẹp con cá nữa. Rất là dễ thương. Đó, theo cái đuôi tóc của bạn ấy luôn. Một con cá. Sao những thân này con cũng vợ mẹ. Rồi bạn mồi bỏ xuống đi. Rồi mình thay chiếc nón của bạn tóc đỏ nè. Đó là một cái vương miện nha, vương miện của công chúa luôn. Wow, rất là đẹp nha các bạn. Và còn rất là nhiều phụ kiện để thay cho các bạn ấy nữa nè. Đây, để từ từ bạn mùa sẽ thay hết luôn nha. Đây là cái nơ kẹp tóc nữa nè. Và đây các bạn ơi, wow, công chúa này có những chiếc áo rất là dễ thương mà mùa ơi. Công chúa này có mấy cái áo nè, 1, 2, 3. Công chúa này 1, 2, 3. Còn công chúa tóc đỏ cũng 1, 2, 3. 3 bộ đồ luôn nha. Và còn ở đây hai chiếc váy rất là dễ thương nữa nè các bạn. Và rất là nhiều kẹp tóc luôn để trang trí cho công chúa nha. Và video trang trí cho thời trang cho những bạn búp bê đến đây là hết rồi. Bạn muốn chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Chào tạm biệt.